Tổng diện tích là 15.000 m² và hiện trạng là đất cây lâu năm. Thửa đất có chiều ngang 31m, chiều dài 455m, hướng chính đông và chủ đầu bán với giá là 4 tỷ 200 triệu đồng. Thửa đất thuộc mặt tiền đường huyện 47, xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, kính thưa quý vị. Dạ, đất của chúng ta thì có phần tiếp xúc với mặt đường huyện 47 đó là 33m nha quý vị. Và cái chiều sâu vô là 455m. Mục đích sử dụng của đất này là đất cây lâu năm rồi. Và sổ này là có 3 sổ. Từ đây chúng ta đi ra trung tâm xã chỉ mất có 4 phút thôi, chỉ hơn cây số thôi quý vị. Và trước mặt chúng ta chính là thửa đất đang rao bán. Thì thửa đất này có chiều ngang là 33m và chiều dài thẳng ra đằng sau luôn, đó là 455m. Mặt tiền phía trước là mặt tiền đường đá, hiện tại là đường xe tải đi được rồi quý vị. Ở đây điện nước wifi là đầy đủ luôn. Từ đây cách trung tâm xã chỉ có hơn 1 cây số thôi. Đó, đường hướng này là hướng đi vào trong nha quý vị, và hướng ngược lại chính là hướng ra trung tâm xã, cách hơn 1 cây số. Ở đây cột điện có rồi, đường nước, máy nước sạch có rồi quý vị. Khu này có nhà dân ở nè. Kế bên giáp ranh ở bên trái đó có khu nhà dân đó quý vị. Chúng ta thấy có mấy cây mít rất là to, rất là đẹp ha. Cũng có trồng dừa cũng được, cũng khá là ok. Thì thửa đất này chúng ta về làm trang trại hoặc là chúng ta trồng những cái cây giống như mít, dừa thì rất là tốt quý vị. Giá chỉ có là 4 tỷ 200 triệu đồng cho toàn bộ thửa đất này. Và nếu mà chia ra cái giá mỗi một công đất á, là 280 triệu, 280 triệu cho một công đất 1.000 m² nha quý vị. Tổng diện tích này là 15.000 m². Giá chủ rao bán là 4,2 tỷ đồng. Và trước mặt chúng ta chính là hướng đi ra trung tâm xã Thạnh Tân, cách chỉ hơn 1 cây số thôi, chúng ta đi xe máy khoảng tầm 4-5 phút là tới rồi. Ở đây là toàn bộ mặt tiền nè quý vị. Thì chắc có lẽ đây là cái thửa đất mặt tiền giáp với đường huyện mà có giá rẻ nhất ở đây đó đó quý vị. Tại vì mặt tiền đường huyện thường thường là giá rất là cao, nhưng mà ở đây cái thửa đất này giá chỉ có 280 triệu thôi. Tương đương là 4 tỷ 200 triệu đồng nha quý vị. Từ vị trí này đi thẳng ra đằng sau là 455m. Nó rất là dài luôn. Đất ở trong này là đất dây nên là nó rất là dài. Đây là một lô nè quý vị, lô này là tới 15 công đất. Đó, giá chủ rao bán toàn bộ đây là 4 tỷ 200 triệu đồng, tương đương là 280 triệu trên một công. Và giá trên thì có thương lượng nha quý vị, giá trên chủ vẫn còn thương lượng cho quý cô chú và anh chị. Rồi, quý cô chú và anh chị nào quan tâm thửa đất này vui lòng gọi cho con theo số là 0987776287. Con sẽ hướng dẫn quý cô chú và anh chị chúng ta về xem đất và gặp trực tiếp chính chủ, chúng ta thương lượng cái giá nha quý vị. Và con cũng không quên là kính chúc quý cô chú và anh chị sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và làm ăn phát tài phát đạt ạ. Trong lúc thực hiện video thì có điều chi sơ sót, kính mong quý cô chú và anh chị vui lòng lượng thứ bỏ qua giúp con nha.